nước đậu đen từ xa xưa đã là thức uống giải khát quen thuộc đối với người Việt. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều chị em còn coi đây là giải pháp giảm cân lý tưởng. Không chỉ thế, tìm hiểu về uống nước đậu đen có tốt không? Bạn còn biết đến chức năng bảo vệ sức khỏe tuyệt vời. Uống nước đậu đen có tốt không? Đậu đen là loại thực phẩm giải nhiệt cơ thể rất tốt. Vì thế, vào mùa hè người ta thường sử dụng để nấu nước uống hay nấu chè. Không chỉ vậy, Đông y còn coi đỗ đen như một vị thuốc quý. Trong khi y học hiện đại khẳng định giá quan trọng đối với sức khỏe con người. Nhờ thành phần dinh dưỡng trong đậu đen vô cùng hấp dẫn. Lợi ích đến từ nước đậu đen khiến người dùng tin tưởng. Ngay sau đây, bạn đừng chần chừ, hãy cùng tìm hiểu ngay lợi ích uống nước đậu đen thôi nào. 1. Bổ sung nguồn dinh dưỡng quý giá. Nước đậu đen có chứa lượng chất xơ và protein dồi dào. Cùng với đó phải kể đến những loại vitamin có lợi cho quá trình chuyển hóa các chất. Cứ trong 100g đậu đen lại có đến 325 kcal năng lượng, 56mg canxi, 53,3g tinh bột, 24,2g chất đạm, 13,6g nước, 6,1mg sắt, 4g chất xơ, 3mg vitamin C, 1,8mg vitamin PP. Ngoài ra, uống nước đậu đen bạn còn có thể cung cấp cho cơ thể nguồn axit amin quan trọng. Với hàm lượng lớn lysine, valine, tryptophan, leucine, histidine. 2. Tăng cường sắt và mangan. Ít ai biết rằng, nước đậu đen có chứa nhiều sắt và mangan. Vì thế, những người bị mất máu do chấn thương, hoặc phụ nữ ở chu kỳ kinh nguyệt nên sử dụng, sẽ giúp phục hồi lượng máu mất đi hiệu quả. 3. Nâng cao miễn dịch và đề kháng. Uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không? Chắc chắn bạn sẽ hài lòng về câu trả lời nhận được là có. Với thành phần saponin có nhiều ở vỏ đậu đen, chức năng kích thích hoạt động hệ miễn dịch. Cùng với đó là các vitamin điển hình như A, C tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Uống nước đậu đen đúng cách sẽ giúp bạn bảo vệ cơ thể trước những bệnh lý thông thường rất tốt. Uống nước đậu đen rang hàng ngày để tăng cường đề kháng cơ thể. 3. Giảm cân. Đối với những chị em có mong muốn giảm cân đã tìm đến sự hỗ trợ từ nước đậu đen. Hàm lượng chất béo tự nhiên có trong thực phẩm ít và nhiều chất quan trọng tham gia kiểm soát lượng mỡ dư thừa. Khi uống nước đậu đen, chúng ta có cảm giác no bụng lâu hơn, giảm đi cảm giác thèm ăn một cách đáng kể. Giải pháp giảm cân an toàn này được đánh giá cao khi mà người dùng vẫn được bổ sung nguồn dưỡng chất thiết yếu từ đậu đen. Tránh việc giữ dáng mà cơ thể thiếu hụt đi chất dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe. 4. Giải độc thanh lọc cơ thể. Các chất valine, lysine và selen trong nước đậu đen sở hữu hàm lượng vượt trội. Bạn không dễ tìm thấy chúng ở rau củ thông thường, với vai trò thúc đẩy hoạt động gan để tham gia vào việc thanh nhiệt giải độc hữu hiệu. 5. Chống lão hóa. Nguồn axit amin của đậu đen rang chống lại được các gốc tự do phát triển gây lão hóa sớm, đồng thời tăng cường sản sinh hàm lượng collagen tự nhiên cho da. Uống nước đậu đen có tốt không? Vì thế luôn giúp bạn níu giữ thanh xuân. 6. Làm đẹp da. Bất cứ ai cũng đều mong muốn được sở hữu làn da mịn màng, sạch mụn, nhất là ở phái đẹp. Nếu bạn cũng nằm trong xu hướng đó, đừng bỏ qua nước đậu đen hàng ngày. Nhờ vitamin B, các khoáng chất thiết yếu, magie, kẽm sẽ giúp trị mụn tốt, cải thiện tình trạng thâm đen do mụn để lại. Khi có sự đồng hành của những chất chống oxy hóa, bạn sẽ ngạc nhiên về một sức khỏe. Vẻ đẹp làn da như ý, hiệu quả làm đẹp đến từ nước đậu đen thuyết phục mọi chị em. 7. Ổn định huyết áp. Nước đậu đen có lượng natri tự nhiên thấp lại chứa nhiều canxi, magie, kali nên giúp ổn định huyết áp hiệu quả. 8. Tốt cho mẹ bầu. Một trong những lợi ích tuyệt vời từ nước đỗ đen nhất định bạn không thể bỏ qua. Đó chính là bảo vệ sức khỏe mẹ bầu, tránh trường hợp bị táo bón, trĩ thường gặp khi mang thai. Đồng thời phòng ngừa dị tật, hỗ trợ thai nhi phát triển bình thường. 9. Cải thiện tiêu hóa. Nhờ có lượng chất xơ và protein lớn mà nước đậu đen sẽ phát huy tốt tính năng loại bỏ chất độc tích tụ, cũng như vi khuẩn phát triển ở đường ruột. Việc uống thức uống này phù hợp liều lượng sẽ giúp hoạt động tiêu hóa diễn ra tốt hơn. 10. Hỗ trợ trị bệnh tiểu đường. Theo các nghiên cứu khoa học, người bị tiểu đường type 1 nên tăng cường chế độ ăn giàu chất xơ để hạ đường huyết. Trong khi đó, chất xơ giúp cho người mắc bệnh type 2 có thể cải thiện tốt lượng đường trong máu, insulin và lipid. Chỉ cần một cốc đậu đen uống hàng ngày, bạn đã đưa vào cơ thể 15g chất xơ, đáp ứng tốt yêu cầu cho bệnh nhân tiểu đường. Điều này đã chứng minh cho thắc mắc uống nước đỗ đen có tốt không mà bạn nên biết. 11. Phòng ngừa bệnh thận. Đậu đen trong đông y được coi là một vị thuốc quý. Ngoài chức năng thanh lọc,
giải nhiệt cơ thể, còn có tác dụng bổ thận, tốt cho bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu. 12. Tốt cho tim mạch. Các chất kháng viêm cùng vitamin B phức hợp có trong đậu đen giúp tăng cường sức khỏe mạch máu. Thêm vào đó là khả năng giảm cholesterol xấu cùng triglyceride trong cơ thể. Đặc biệt, lượng lớn chất xơ, magie và folate giảm đi loại amino acid có tên homocysteine. Đây là tác nhân chính gây nguy cơ mắc bệnh về tim với biến chứng đột quỵ. Uống nước đậu đen đúng cách sẽ góp phần ngăn ngừa bệnh tật. 13. Ngăn ngừa ung thư. Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng nước đậu đen có đến 8 loại flavonoid khác nhau. Chúng đi vào cơ thể giảm đi tác hại mà các tế bào tự do gây ra ung thư, nên bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dùng. 14. Giúp xương khỏe mạnh. Nếu như cấu trúc của xương coi trọng vai trò của canxi, phospho thì sắt và kẽm lại tăng cường sự đàn hồi, duy trì sự chắc khỏe hệ xương. Những chất này đều có rất nhiều trong đậu đen mà bạn có thể yên tâm sử dụng. Cách nấu nước đậu đen rang cực tốt. Từ những lợi ích tuyệt vời của nước đậu đen được thông tin trên đây bật mí. Bạn hãy thử ngay công thức nấu đơn giản, hiệu quả theo hướng dẫn chi tiết như sau. Cách nấu nước đậu đen rang. Chuẩn bị nguyên liệu với 100g đậu đen, nên ưu tiên loại đậu xanh lòng để hưởng trọn giá trị dinh dưỡng cao hơn. Bạn đem ngâm đậu với nước, bỏ đi hạt nổi trên mặt nước và vo sạch cho hết bụi bẩn. Sau đó, đem đậu đi phơi khô rồi cho lên chảo rang bằng lửa nhỏ. Liên tục đảo đổ đều tay để tránh bị cháy. Tiếp theo, bạn cho đậu rang ra đĩa, sau đó nấu sôi 1 lít nước và bỏ đậu vào. Đun sôi nước đậu đen 10 phút rồi tắt bếp. Đậy vung lại ủ chừng 15 phút là được. Cuối cùng, bạn lấy dây lọc hạt đỗ và uống phần nước. Uống nước đậu đen đúng cách như thế nào? Đến đây, mặc dù bạn đã có được câu trả lời uống nước đậu đen có tốt không rồi. Thế nhưng, muốn đạt được hiệu quả tốt đối với sức khỏe, bạn hãy tuân thủ về liều lượng uống theo từng trường hợp cụ thể. Chăm chỉ hàng tuần uống 3 lần nước đỗ đen, mỗi lần chỉ cần 150ml, góp phần cân bằng huyết áp tự nhiên. Đối với mục đích tăng cường bảo vệ tim mạch, bạn uống 2-3 lần nước đỗ đen tuần, lượng 150ml lần là được. Vào buổi sáng trước khi ăn khoảng 30 phút, uống 100ml nước đậu đen giúp loại bỏ nguy cơ về bệnh tiểu đường hiệu quả. Mỗi tuần, bạn nên uống 4 lần nước đậu đen rang, mỗi lần 160ml sẽ nâng cao chức năng bảo vệ xương. Để thanh lọc cơ thể, hàng ngày sau bữa ăn bạn hãy uống 200ml nước đỗ đen. Nên uống nước đậu đen với liều lượng và thời điểm phù hợp. Uống nước đậu đen lúc nào tốt nhất? Uống nước đậu đen mỗi ngày có tốt không với lợi ích ấn tượng là điều không thể phủ nhận. Nhưng có thể bạn không biết việc sử dụng loại thức uống vào lúc nào sẽ phát huy giá trị tốt nhất. Buổi sáng, khi bạn uống loại nước đỗ đen rang sẽ tăng cường hiệu quả giảm cân, chống lão hóa, ngăn tóc bạc sớm. Trước bữa ăn khoảng 30, bạn uống nước đỗ đen sẽ giảm được cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tốt cho nhu cầu giảm cân. Bên cạnh đó là ngăn ngừa mắc bệnh tiểu đường. Buổi tối, bạn sử dụng nước đậu đen 4-5 giờ trước khi đi ngủ sẽ đảm bảo lợi ích mang đến cho cơ thể, cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu và ngon hơn. Lưu ý quan trọng khi uống nước đậu đen. Uống nước đậu đen nhiều có tốt không? Nếu như lạm dụng sẽ khiến bạn gặp nhiều rắc rối. Vì thế, bạn nhất định cần phải nằm lòng một số lưu ý cực kỳ quan trọng. Lưu ý trong quá trình uống nước đậu đen để đạt hiệu quả tốt nhất. Không thể coi nước đậu đen thay thế hoàn toàn nước lọc. Bạn vẫn cần kết hợp uống nước lọc để giúp cơ thể không bị mất đi khả năng hấp thụ các chất cần thiết. Những người không nên uống nước đỗ đen rang gồm người cơ thể hàn với các dấu hiệu tay chân lạnh, đi phân lỏng, bị tiêu chảy, người tiêu hóa kém, tùy vị hư, bị viêm đại tràng cũng cẩn trọng khi sử dụng. Khi ăn thực phẩm giàu chất kẽm, sắt, canxi cần uống nước đậu đen trước 4 giờ để không làm giảm hiệu quả hấp thụ. Vỏ đậu đen mới có tác dụng chính trong việc giải nhiệt tiêu độc, nên khi nấu cần giữ nguyên vỏ. Nước đỗ đen uống không hết cần bảo quản ở tủ lạnh với thời gian 24 giờ đồng hồ sẽ giúp giữ trọn chất lượng. Quá trình lựa chọn nguyên liệu ưu tiên cho đậu đen lòng xanh, hạt chắc mẩy sẽ giúp cho giá trị nước đỗ đen thành phẩm tốt nhất. Qua bài viết đã được chia sẻ, hy vọng đã phần nào trang bị cho bạn kiến thức về vấn đề uống nước đậu đen có tốt không. Chúc bạn sử dụng đạt được mục đích như kỳ vọng.